Em xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay Giang Nam Audio xin phép lên sóng giới thiệu với anh em một bộ phối ghép rất chi là hoàn hảo anh em nhé, và trầm tầm tiền thì nó rất là thấp. Và em đã phối ghép một bộ gồm một cặp loa AE model là On. Nó là sản xuất tại Anh Quốc anh em nhé. Và cái bát của nó là bát 13, nó bằng cái bát của con User 520 ấy. Bát bằng đấy và chép đôm lụa. Cặp loa thì gọi là phải nói là siêu đẹp anh em nhé. Đấy. Thùng góc cạnh đẹp long lanh luôn. Cặp loa hay và đẹp. Đấy, giới thiệu qua anh em như thế. Đây, quay anh em rõ luôn. Đấy. Và cặp loa này nó đánh một cầu anh em nhé, chất âm rất là hay. Và hiện tại cặp loa này em bán với giá công khai là giá của nó là 5,8 triệu, và em ghép với hiện tại đang ghép với con âm ly Sirius On, cũng là Sirius đời đầu luôn. Con này cũng là đời đầu anh em nhé, và cũng là sản xuất tại Anh luôn. Thì sau đây em sẽ test thử một đoạn bộ gõ để anh em nghe thử nhé. Và sau đây em sẽ test một đoạn vocal anh em nhé. Tiếng